Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 1 giờ 30 buổi chiều thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2019. Thì hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Quỳnh. Anh đến từ Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi đã lắp đặt và bàn giao xong cho anh một bộ ghế móc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, phiên bản siêu dày và siêu siêu lắc. Thì cái bộ ghế này thì lúc trưa nay thì anh Quỳnh đã đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi để ký duyệt cái món sản phẩm như này. Và chúng tôi đã bàn giao luôn cho anh trong ngày hôm nay. Đó, quý vị có thể là tham khảo thêm. Và đây là cái không gian nội thất nhà anh Quỳnh. Anh đến từ Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trước cái bộ ghế móc mà anh mua của cửa hàng chúng tôi thì là một chiếc tủ tre. Và đây là một trong những căn nhà ba gian. Đó, căn nhà cột ba gian. Đó, đấy quý vị có thể thấy là bộ ghế móc này kê đằng trước kia là một chiếc tủ tre. Cái không gian nó nội thất rất là phù hợp cái gian phòng khách nhà ba gian cổ xưa. Đó, và cái gian giữa của anh thì là cũng có kê một chiếc sập. Kê một chiếc sập và án gian và câu đối hoành phi đầy đủ cả. Và gian bên cạnh nữa thì là một bộ ghế trường kỳ. Đó, quý vị có thể là tham khảo thêm những cái không gian nội thất mà những cái món đồ gỗ cũ mà cửa hàng của chúng tôi bán ra, để cho quý vị có thể lựa được những cái món sản phẩm mà kê hợp với cái không gian nội thất của nhà mình nhất. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái sản phẩm như này thì có thể vui lòng liên hệ qua cái số điện thoại cho cửa hàng của chúng tôi 0985 230 888, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng cái số điện thoại tôi vừa ở trên để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và địa chỉ của cửa hàng của chúng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Quý vị có thể đến trực tiếp để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm đồ gỗ mà chúng tôi trưng bày. Thì nhân dịp cái video clip này thì cửa hàng của chúng tôi cũng xin được kính chúc anh Quỳnh cùng toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công. Đó, thì đây là cái hình ảnh thiết thực nhất cái không gian của nhà anh Quỳnh. Quý vị có thể là tham khảo một cách là rõ nét nhất. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất, và hơn nữa để cho cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc. Thì sau đây tôi cũng xin phép được dừng cái video clip tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video clip tiếp theo. Và quý vị nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Xin chào.